Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của FB Sport Champion. Ở video này ha, mình và Nguyên Chọc sẽ cùng các bạn đi trải nghiệm hai cái dòng vợt là trung cấp hoặc là sơ cấp của nhà Yonex. Đó chính là cây Ashok 77 nha các bạn. Nhưng hôm nay đặc biệt là mình chỉ trải nghiệm Ashok 77 Play và Ashok 77 Tour thôi các bạn. Đó, còn cây Pro thì trong clip này không có ha. FB Sport đang có chương trình giveaway 10 áo hàng tuần các bạn. Thế lệ chương trình là các bạn sẽ like, subscribe và comment những thắc mắc cũng giống như là những nội dung mà các bạn muốn mình làm. Tránh các comment spam sẽ không được tính nha các bạn. Mỗi cuối tuần mình sẽ có buổi livestream cũng giống như là bốc thăm và công bố kết quả ha các bạn. Các bạn nào trúng thưởng hãy để ý comment của mình nha. Tại vì tụi mình sẽ trả lời comment của các bạn ở phía dưới. Và các bạn có một tuần để liên hệ với bên mình. Thì đây là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm một cái dòng play tour của nhà Yonex nè các bạn ha. Có nghĩa là trước giờ mình biết là Yonex bắt đầu sản xuất những cái dòng play tour game đúng không em? Nhưng đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm luôn á. Lần đầu tiên anh trải nghiệm về play tour game luôn á. Trước đó anh chưa trải nghiệm bao giờ. Em cũng là lần đầu tiên làm chuyện ấy. Nhưng mà thiệt sự mà nói á, ban đầu khi mà đưa anh trải nghiệm cái cây này á, cái dấu chấm hỏi lớn nhất của anh là tại sao Yonex đã làm ra rồi còn đi làm tour lấy game làm gì. Anh cũng chưa hiểu cái vấn đề đó. Thực sự đó là một điều rất thắc mắc. Nếu mà về màu sắc ha, mẫu mã thì các bạn thấy nếu mà cầm trên tay thì hầu như chắc chẳng ai biết được là bạn đang cầm cây Play, cây Tour hay cây Game hay cây Pro vậy luôn. Đó, có nghĩa là nó quá giống nhau. Nếu mà từ xa mà em thấy một người cầm cây vợt như này, em có phân biệt được đâu là cây Play, đâu là cây Tour không? Em chỉ nhìn là biết. Chỉ là đúng cái cây đó thôi mà biết là bản nào thôi. Trên thực tế ha các bạn, trên thực tế cây giữa cây Play của tôi hiện tại mình đang cầm ở đây và khi mình kê gần lại á thì em thấy gì không? Thực sự là nó cái màu sắc của cây vợt các bạn, nó sẽ có một cái sự khác biệt xíu ha. Nó sẽ không quá rõ. Nếu các bạn phải để hai cây, có hai cây các bạn để gần nhau các bạn sẽ thấy là cái màu sắc của cây tour á nó sẽ đậm nét hơn, sắc nét hơn, cũng giống như là cái màu sơn của nó sắc sảo hơn là cái cây Play. Thì giống như các bạn biết là cây Play thì nó đâu có tầm khoảng 1.3 triệu thôi. Còn cái tour thì nó sẽ mắc hơn, nó lên tầm khoảng hơn 2 triệu lận. Đó cho nên là cái dòng tour nó sẽ cao cấp hơn. Cho nên anh nghĩ là nó được ưu ái hơn. Em thấy nha, có cái lạ nè, cái logo á, của cây Play á. Em quay nãy giờ á, không có bảy màu. Không có bảy màu rồi. Cái logo Yonex ở giữa này nè các bạn. Cái tour á, các bạn lắc các bạn sẽ thấy nó có đổi màu, bảy màu ha. Còn cái cây Play á thì nó không có cái đó. Đó là về ngoại hình ha. Còn về thông số vợt thì hiện tại trên tay mình hai cây này đều là hai cây 4 mô nha các bạn. Còn về công nghệ thì giữa hai cây này á, thực tế mình nói là thông số nó sẽ rất là giống nhau nha các bạn. Nó chỉ khác nhau chỗ là cái tour nó sẽ mang trong mình nhiều công nghệ hơn là cái cây Play. Cây Play nó sẽ mang những cái công nghệ cơ bản của cái dòng vợt 77 này luôn các bạn. Và cây tour nó sẽ khác những cái công nghệ. Cho anh mượn trên thân vợt nha các bạn. Các bạn sau này các bạn tự có thể nhìn thấy được trên thân vợt này. Đó, ở trên thân vợt này nó sẽ ghi những cái công nghệ ở trên đây. Đó, em thấy không? Đó, trên thân vợt luôn nó sẽ có luôn. Thì ở đây á, cây tour nó trang bị những cái công nghệ mà cây Play không có là công nghệ Nanomesh Nail Resist rồi EPK Plus các bạn. EPK Plus là cái mũ chụp vô đèn này. Đó, thì cây tour nó sẽ có EPK Plus nhưng mà cây Play không có ha các bạn ha. Còn về cái Nanomesh Nail này nè, theo như anh đọc sơ qua thì giống như là nó sẽ giúp cho cái cây vợt nó cứng hơn. Cứng hơn? Thì cây tour nó sẽ cứng hơn cây Play. Đỡ gãy hơn. Cứng hơn, đúng rồi, thì đầu tiên là đỡ gãy hơn. Mà cái thứ hai, khi mà cứng hơn thì mình cũng sẽ đánh với cậu đi hơn. Và nó đòi hỏi một cái lực tay phải cũng phải tốt hơn. Đó, cho nên là cái người đánh cây tour thì thực tế mà nói là phải ở một cái mức độ, trình độ cao hơn. Mình đánh cây Play, cây Play tầm 1.5 triệu thì nó sẽ phù hợp với người mới chơi nhiều hơn. Và kể cả cái vật liệu của hai cây vợt á, họ cũng sẽ làm khác nhau xíu, thấy không? Cây Play thì nó sẽ xài full graphite. Và hai cây đều là slim shot đó nha. Còn cây tour nó sẽ là hai module graphite, là một cái nó cao cấp hơn xíu. Đó, thì về công nghệ thì nó chỉ khác nhau một vài điểm vậy thôi các bạn. Thì đó là công nghệ ha. Qua cái công nghệ thì mình thấy được rằng là cây tour chắc chắn nó sẽ cứng hơn cây Play. Đó, còn về điểm nặng đầu và các cái gì đó còn lại thì hầu như là nó sẽ thông số nó giống nhau, giống như kể cả 77 Pro luôn nha các bạn. Đó, nó sẽ muốn hướng tới người chơi là cái thông số cái vợt này nó sẽ gần giống nhau nhưng nó chỉ khác một vài cái công nghệ, nó hỗ trợ cho những cái người ở trình độ cao hơn thì những cây cao hơn nó sẽ có. Còn bây giờ thì cùng mình và Nguyên trải nghiệm thực tế coi những cái công nghệ đó nó thực sự làm cho một cây vợt nó khác biệt không nha các bạn nha. Trời ơi.
cũng như thực tế của em về cái cây Play trước đi. Thì mình cảm giác đầu tiên khi mình cầm vô, ê, nó cũng hơi nặng nha. Nhưng mà khi các bạn quýnh cầu á, kiểu mà tốc độ cao lên xíu á, dùng lực thêm á, thì cảm giác nó nhẹ nha. Ý là khi mà chạm vào cầu đẩy ra, nó không có một cái độ quá đầm hoặc là quá nặng, làm cho người mới chơi hoặc là những người mà ít dùng sức á, nó cảm thấy nó ok hơn. Còn á, đối với những cái cầu ví dụ trên cao, phong cầu hay gì đi, thì em thấy là nó không có quá nặng, mình dùng không có dùng lực quá nhiều. Nếu mà mình quýnh chơi chơi ok, còn khi mà mình đập á thì nó không cho bạn một cái cầu nó đập nặng nha. Nó có thể cho bạn một cái cầu nó đập ở một cái mức đâu đó khoảng 5-6 viện cộng theo tốc độ thôi, chứ độ nặng của cầu á thì chưa, nó còn phụ thuộc vào cái lực cơ bắp của mình nữa. Thủ thì kia như bạn em thấy rồi đó, đập không nặng chắc chắn là thiên về thủ nó tốt hơn tại vì nó nhẹ mà. Nhưng mà cái cây này đặc biệt đó, nó quýnh nhanh thôi, nhưng mà đối với những thằng nào mà đập quá mạnh á thì thôi ráng đỡ đi, không sao đâu, cái này vẫn ổn. Còn về cảm nhận của mình ha các bạn ha, đầu tiên á là mình thì mình cầm cái tua trước khi mà vào cái quả phản tạc đầu tiên. Mình thấy có nghĩa là nó có thể gọi là tiệm cận với những cây cao cấp, những cây pro. Mình trước đó mình đã đánh những cây pro rồi thì mình thấy cảm giác rằng là có nghĩa là nó tiệm cận gần giống vậy các bạn ha. Nó có một cái độ cứng nhất định, độ nặng, độ trì nhất định của những cái dòng iChock và những cái dòng Yonex cao cấp. Thì như các bạn biết là cái dòng Yonex cao cấp và những dòng iChock nữa, nó có một cái độ cứng nó rất là cứng. Thì ở cái tour này mình cảm giác được cái độ cứng đó, nhưng chắc chắn nó sẽ không bằng những cây pro các bạn nha. Nhưng cái độ cứng này nó, mình nghĩ nó khá hay ở một chỗ nhà Yonex là họ làm ra, họ phân cấp được cái độ cứng đó, cũng giống như là họ phân cấp được cái lối chơi trong một cây vợt luôn. Có nghĩa là đây là cây 77 thì thông số của những cái cây vợt này nó sẽ giống nhau các bạn ha. Nó cho các bạn cảm giác giống như các bạn đang đánh cây 77 nhưng nó sẽ ra nhiều cấp độ chơi của cây 77 này. Đó, cái đó là một điều đặc biệt mình thấy nhà Yonex họ rất là hay trong cái việc này. Mình chuyển cái cây Play một cái mình cảm giác một cái sự dễ chơi bất ngờ các bạn. Nhưng cây Play có nghĩa là mình vẫn cảm giác mình đánh với những cái thông số đó nhưng cái độ cứng cũng giống như là cái độ dễ chịu nó bắt đầu nó khác hẳn. Và anh cảm giác được rằng giống như là cây Play này đúng nghĩa là họ làm ra với cái thông số của cây 77 đó, nhưng cây 77 này nó dành cho những người mới chơi. Và những người mới chơi cái cây Play này thì họ sẽ không có quá nhiều lực các bạn. Thì họ cầm cây vợt này á, họ đánh cái lực nó chỉ nhiêu đó và họ sẽ tiết kiệm được sức, nó không bị quá sức với họ, nó không có gây ra những cái chấn thương. Đó, còn nếu mà thường các bạn á, nếu các bạn mà các bạn mới tập chơi mà các bạn lại cầm một cái cây vợt á của những cái dòng cao cấp hoặc là những dòng trung cấp để họ sản xuất cho những người họ đã chơi một thời gian dài lâu năm, họ có sức rồi, thì các bạn nếu mà các bạn cứ bị quá sức như vậy thì rất là dễ gây ra những cái chấn thương. Đó, cho nên đây là một cái mà mình thấy khá hay là những bạn mới chơi mà các bạn muốn sau này các bạn hình dung các bạn muốn chơi cây 77 chẳng hạn, các bạn muốn trải nghiệm 77 mà các bạn chỉ mới chơi thôi thì các bạn có thể đánh từ cây 77 Play trước. Sau đó khi mà các bạn có lực, các bạn chơi 1-2 năm có lực rồi, các bạn lại nhảy lên 77 Tour. Nó không bị cái đột ngột thay đổi quá, giống như là hồi xưa, như thời anh với em đi. Mình đánh một thời gian, mình đánh tốt rồi thì bây giờ cái mình sẽ muốn chơi những cái dòng vợt nó tốt hơn nữa. Bắt buộc mình lên cái mình nhảy một phát lên cây cao cấp một cái là tiện mình thấy khó liền. Cái độ cứng của nó rồi những cái công nghệ mà nó đem lại á, là nó dành cho những người có cái lực tay tốt để họ phát ra được những cái quả cầu có tốc độ cao hơn và cái độ nặng nhiều hơn, thì đòi hỏi cái lực họ phải mạnh hơn. Nhưng mà mình thì rõ ràng là mình chưa đạt tới được cái lực đó, mình đang nằm ở giữa này thì sao. Thì ok, bây giờ đã có cây tô các bạn ha, cây tô giúp cho các bạn trải nghiệm được cái chuyện đó. Có nghĩa là các bạn cũng vẫn muốn những thông số này thôi, nhưng các bạn muốn cái độ cứng của nó, cái độ phát lực nó tốt hơn, đi cầu mạnh hơn, nhanh hơn, thì từ cây Play các bạn chuyển qua cây tô, nó cho các bạn cái thông số vẫn như vậy. Cái khác thông số, các bạn hình dung khác thông số mới là cái làm cho các bạn khó chịu nha. Các bạn đang chơi một cái cây vợt á, đang điểm cân bằng 295, nhưng các bạn chơi một cây vợt nặng đầu, cái điều đó nó khác hoàn toàn nha các bạn nha. Nó làm cho các bạn cảm giác nó rất là kỳ, các bạn không có quen. Nhưng nếu các bạn đang chơi cây 295 nhưng mà qua cây sau vẫn là 295, nhưng mà cái độ cứng của nó hoặc là những cái công nghệ đó, nó hơi khác xíu thôi, thì các bạn vẫn cảm giác nó dễ chịu mà các bạn cảm thấy các bạn đang nâng lên từ từ. Thì các bạn biết á, sức gì sức nặng nhiều hơn á, nó đòi hỏi các bạn phải đạt tới một cái mức là các bạn có sức để các bạn vung vợt ra, thì dĩ nhiên cái quả cầu của bạn nó sẽ đi nhanh hơn, nó đi nặng hơn. Đó là cũng là cái trải nghiệm của mình khi mình đánh hai cây này luôn, cầm cây tua đập rất non các bạn nha. Nhưng mà đồng nghĩa với những cái quả tạt, những cái quả thủ á, nó sẽ không được nhẹ nhàng như cây Play. Thì dĩ nhiên là cây Play, cây vợt dành cho những người mới chơi thì mình sẽ cảm giác rất là nhẹ. Nhưng mà trên thực tế các bạn, nếu mình cầm cây Play mà mình đi đánh thực tế mà ở cái mức độ mà trình độ cao hơn á,
thì mình sẽ khó khăn trong cái việc phòng thủ, tại vì cầu người ta ép rất là nặng, mình đòi hỏi một cái bật mình phải có lực mình phát ra lại, chứ nếu mà mình cầm cây play này mà mình phản lại chắc mình chịu không nổi. Tại vì cái đó là do, thực ra là do trình độ kiểu mình đánh lâu năm rồi, kiểu mình tập rồi cũng quen rồi, có nghĩa là bên kia họ dồn một cái lực mạnh qua thì bắt buộc mình phải trả một cái lực mạnh lại các bạn, cho nên nếu mà mình cầm cây play cái lực của nó chỉ tới đó thôi thì nó sẽ không trả lại được đó, cho nên nó sẽ phù hợp với những người mới chơi. Mới chơi họ chơi dưới một năm, kiểu mà mình sẽ đi quýnh như vậy, gọi là những cái bạn mà ngang mình á thì mình sẽ kham được cây này nó dễ lắm, còn nếu mà lệch trình quá các bạn biết rồi đó, quýnh không có vô được đâu. Cho các bạn tránh những cái chấn thương không đáng có nữa. Đúng rồi. Khi mà cái lực các bạn chưa tới, các bạn cứ chơi một cây vợt nó quá sức mình, nó sẽ làm cho xảy ra những chấn thương không mong muốn, chẳng hạn như cơ hoặc là khớp gì đó. Theo anh thấy nó là như vậy. Chứ thì em thấy nhiều khi á, ví dụ như mình quýnh lệch trình quá, hoặc bên kia nó quýnh mà như là không có đường ra, mình cảm nhận cây này nó dởm. Anh có đồng ý ý kiến không nhá các bạn? Đó là đúng rồi. Lúc đó các bạn chơi thấy nó dởm nhưng mà không phải nha. Các bạn nên nhìn nhận lại là chẳng qua là do trình độ của mình đang đánh cây vợt này mà lại đi đánh với một cái người trình độ cao hơn, dĩ nhiên mình phải thua rồi chứ không phải tại cây vợt đâu nha. Còn dĩ nhiên cây vợt các bạn nên chọn cho mình một cái vợt phù hợp để tránh những cái đáng thương, chấn thương không đáng có đó, cũng như là nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong quá trình chơi cầu lông. Cầu lông nó một là quá trình dài các bạn nha, đó nó đòi hỏi một quá trình dài. Và túm lọn lại, mình sẽ chốt cây vợt iChock 77 này là cây vợt gì em? Theo em nghĩ nó là một cây vợt thiên công, công thủ toàn diện hay là một cây vợt phản tại? Nó thiên công, nếu mà bắt đầu từ play là nó hơi thiên công nhẹ nhẹ thôi. Còn lưng tua là nó cảm nhận là công hẳn luôn. Thì mình cũng đánh giá vậy ha các bạn ha. Đối với mình cây iChock 77 là một cây vợt hơi thiên công một xíu, cũng không thể gọi là quá thiên công, nhưng mà nó cũng không phải là vợt công thủ toàn diện mà nó sẽ hơi nghiêng về công xíu. Theo như mình đánh thì mình cảm giác như vậy. Thì đó là cái cảm nhận thực tế của mình và Nguyên ha. Cũng giống như là cái sự so sánh của mình và Nguyên về cái dòng vợt iChock 77 giữa play và tour này. Hy vọng là qua video clip này sẽ giúp cho các bạn thấy được cái sự khác của nó, cũng như là hiểu được về cái sản phẩm của nhà Yonex này hơn. Và nếu các bạn thấy hay thì cho mình và các anh em một like, một subscribe, cũng giống như là đừng quên bấm vào cái chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ itsport.vn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.